Thực sự đây có thể coi là một phép lạ nhãn tiền, nhà thờ Đức Bà Paris được cứu khi hàng ngàn người đã đổ xô đến quỳ gối cầu nguyện. Ngọn lửa đã được khống chế và tháp nhà thờ cũng như là mái ngói đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng cấu trúc chính của ngôi nhà thờ 850 năm tuổi này vẫn còn nguyên vẹn. Theo một phát ngôn viên của cảnh sát Paris nói với CNN rằng, vụ cháy nhà thờ Đức Bà hiện đang hoàn toàn được kiểm soát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi các nhân viên cứu hỏa vì đã cứu được mặt tiền và các tòa tháp mang tính biểu tượng của ngôi nhà thờ. Nhờ bản lĩnh của họ, điều tồi tệ nhất đã tránh được. Ngọn lửa chắc chắn cũng đã được khống chế nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu tại Paris và khắp nơi trên toàn thế giới. Đám cháy rất lớn tạo ra một đám khói khổng lồ tỏa khắp thành phố và tro bụi đã rơi xuống một khu vực rộng lớn đã được dập tắt trong vài giờ. Đó là một phép lạ nhãn tiền. Quan sát đám cháy này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận xét phải cần đến máy bay chở nước để mà dập tắt ngọn lửa. Vị Tổng thống đã truy ra rằng sự thật khủng khiếp khi chứng kiến đám cháy lớn tại nhà thờ Đức Bà Paris. Có lẽ máy bay chở nước có thể được sử dụng để mà dập tắt ngọn lửa, cần phải hành động nhanh chóng ngay. Trong khi hàng ngàn người vẫn xếp hàng dọc theo bờ sông Sen, nhìn chằm chằm vào ngôi thánh đường đang bốc cháy với sự sững sờ, và hàng ngàn người khác đã tập trung tại quảng trường ở gần nhà thờ. Trong đoạn video, chúng ta có thể thấy các Kitô hữu tại Kinh Thành Ánh Sáng đã quỳ gối cầu nguyện, hát vang hát những bài hát truyền thống như Hail Mary. Còn những người khác thì thành khẩn quỳ xuống và cầu nguyện, trong khi chuông các nhà thờ chung quanh có thể nghe rõ, thúc giục các tín hữu công giáo cầu nguyện trong ngôi nhà thờ chính tòa thân yêu của họ. The Check vào ngày 25 tháng 5 cho hay, một tay súng bắn bị thương một phụ nữ và một bé gái bên trong một tiệm ăn ở thành phố Oklahoma City. Hung thủ đã bị hai thực khách có võ trang bắn chết khi định vào trộm. Cảnh sát nói rằng hung thủ đứng bên ngoài cửa sổ, nổ súng bắn vào bên trong tiệm ăn. Louis Willenberg làm bị thương một phụ nữ và một bé gái rồi sau đó bỏ chạy đi. Có hai thực khách đi theo người này ra ngoài, đến xe của họ để lấy súng chặn hung thủ lại, theo bản tin của CNN cho hay. Bản thông cáo của Sở Cảnh sát thành phố Oklahoma City lúc đầu cho hay chỉ có một người ra lấy súng, nhưng sau nó lại rằng có hai thực khách liên hệ trong vụ này. Người phụ nữ và bé gái hiện đang được điều trị tại nhà thương và trong tình trạng sức khỏe khả quan. Một nạn nhân khác bị vết thương nhẹ. Nhân chứng Ron Benton cho hay đang ngồi quầy rượu của tiệm thì nghe tiếng súng. Ông Benton cho đài News OK hay rằng ông thấy một thực khách ra ngoài xe lấy khẩu súng và bắn hung thủ. Ông Benton nói rằng thấy hung thủ đi dọc theo lề đường và có người nói to, hắn kia kìa, hắn kia kìa. Nhân chứng này cho biết thêm là hung thủ đứng lại trong khi có mấy tiếng hô bỏ súng xuống và sau đó là có tiếng súng nổ. Đại úy Bill Matthews thuộc Sở Cảnh sát thành phố Oklahoma City cho hay là hai thực khách này, ông Carlos Nazario, 35 tuổi, và Ryan Wheeler, 39 tuổi, không hề biết nhau. Hiện là chưa rõ là ai mới là người bắn chết hung thủ. Ông Matthews nói rằng hai người này đã giúp chấm dứt một tình hình vô cùng nguy hiểm. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đó chính là Alexander C. Tillman, 28 tuổi, ở Oklahoma City. Phát ngôn viên Matthews nói rằng Tillman không quen biết ai ở trong tiệm và cũng không có thấy có tiền sử bệnh tâm thần. Lý do khiến người này nổ súng hiện chưa được biết, cũng theo CNN. Tổ chức Asian American Advancing Justice Orange County vào hôm thứ Bảy 12 tháng 8 vừa qua đã có một buổi sinh hoạt giúp đồng hương người Việt nộp đơn xin nhập tịch Mỹ miễn phí tại trụ sở của hội ở 1636 East 4th Street Center, California 92701. Theo thông báo trên truyền thông báo chí Việt ngữ, đây là một cuộc hội thảo giúp người Việt trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng thực sự đây là một dịch vụ miễn phí cho cộng đồng người Việt muốn nộp đơn xin nhập tịch.
Tiếp chúng tôi là cô Trần Ngọc Thảo Nhiên, một nhân viên giao tế trong chương trình di trú và nhập tịch của Advancing Justice cho biết. Tổ chức Advancing Justice của chúng tôi là một tổ chức bất vụ lợi, được lập ra từ năm 1983 do một số luật sư gốc Á nhằm đáp ứng nhu cầu pháp lý cho các cộng đồng gốc Á. Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi hội thảo này nhằm mục đích là giúp cho cộng đồng người Việt nộp đơn xin thi quốc tịch Hoa Kỳ. Chuyện nộp đơn không đơn giản mà phải hội đủ một số điều kiện. Đồng hương người Việt đến với chúng tôi trước hết là để được biết trong số những điều kiện quy định, mình có thiếu một điều kiện nào không, có liên quan vi phạm về pháp lý nào không. Nếu có, người đến tham dự sẽ được một trong những luật sư thiện nguyện của tổ chức mời vào trong một văn phòng riêng để thảo luận chi tiết, xem tổ chức của chúng tôi có thể giúp được những gì. Công việc này hoàn toàn miễn phí, không phải trả một lệ phí nào cho luật sư. Trong thời gian gần đây với những chính sách mới về di dân có những thay đổi mới, nên việc nộp đơn xin thi quốc tịch có thể có những chặt chẽ hơn về phương diện pháp lý. Cô Thảo Nhiên nhấn mạnh tổ chức Advancing Justice khác với những tổ chức nhận nộp đơn thuê từ tư nhân là thiên về pháp lý. Tìm hiểu những khó khăn bất cập trong việc nộp đơn thi của đương sự về mặt pháp lý để Advancing Justice có thể điều chỉnh hoặc là giúp đương sự điều chỉnh. Một trong phòng làm việc có khoảng là hơn 10 người thuộc nhiều sắc dân đang chăm chú vào việc điền hồ sơ xin thi quốc tịch dưới sự chỉ dẫn của các chuyên viên Advancing Justice. Có bác Vũ Cát Thanh Quốc đang được chuyên viên pháp lý Dung Thiên Trung giúp điền đơn trên máy tính. Bác Quốc vui vẻ cho biết, cứ tưởng là nộp đơn là dễ dàng sau khi đã tốt nghiệp lớp ESL về vấn đề nước Mỹ là xong. Nào ngờ còn nhiều điều phải trả lời nữa, như có phạm pháp bao giờ chưa? Có giúp đỡ cho một tổ chức chính trị nào để lật đổ một chính quyền của một nước thứ ba nào không? Và nhiều lắm, mệt nghỉ. Nhưng dù nói vậy mà trên khuôn mặt của bác lại rất tươi tỉnh, hớn hở, có lẽ là bác đang nghĩ tới một tương lai khi thành công dân Hoa Kỳ thì sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp hơn, được hưởng những lợi ích, đặc quyền và sự bảo vệ của đất nước Hoa Kỳ cho người dân của mình. Kể về hoạt động của Asian American Advancing Justice, cô Thảo Nhiên cho biết đây là lần đầu tiên Advancing Justice đến với cộng đồng người Việt ở Orange County. Trước đây, Advancing Justice đã hoạt động tích cực với các cộng đồng gốc Á như là Trung Hoa, Khmer, Korean, Phi, Thái và Việt tại thành phố Los Angeles. Nay, Advancing Justice đã phát triển hơn và sẽ có những văn phòng tại Orange County, hy vọng là sẽ giúp cho cộng đồng người Việt nhiều hơn. Nhắc đến tổ chức mà mình được tham gia, cô Thảo Nhiên giới thiệu Advancing Justice được thành lập từ một vị luật sư trẻ gốc Hoa và nhanh chóng được sự hỗ trợ của các bạn đồng nghề thuộc nhiều sắc dân. Đó là luật sư Daniel Chung và Andrew Chiu. Mục đích khi thành lập là để giúp đỡ khối người dân gốc Á tại Los Angeles về các vấn đề pháp lý căn bản, giúp những người mới nhập cư vào Mỹ nhanh chóng hòa nhập vào được cuộc sống mới. Một trong những điều giúp đỡ ấy là mong sao cho những người dân nhập cư khi đáp ứng được đủ điều kiện nhập cư thì nên nhập quốc tịch Hoa Kỳ ngay để có được lợi ích chính cho bản thân và lợi ích cho cả đất nước mà mình vừa trở thành công dân của đất nước ấy. Theo một báo cáo của Advancing Justice, chỉ trong năm 2016 đã giúp được là 9.000 người trở thành công dân Mỹ, kêu gọi được 100.000 người trong các sắc dân này tham gia vào các cuộc bầu cử tháng 6 và tháng 11 của Hoa Kỳ. Trong một tương lai gần, theo cô Thảo Nhiên, Advancing Justice sẽ thiết lập thêm những văn phòng trong khu sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Sinh con ở Úc mỗi tháng bé được trợ cấp đến hơn 30 triệu đồng. Đây là tính theo giá của Việt Nam. Sau khi sinh, chị Nga nhận được một khoản tiền thai sản đó là 7.000 đô la Úc, khoảng là 110 triệu đồng. Còn em bé sẽ nhận được tiền bỉm sữa hàng tháng lên tới 2.200 đô Úc và khoảng là 34 triệu đồng. Chia sẻ với các sinh con đầu lòng của mình tại Úc cách đây ít ngày, chị Nguyễn Nga là thành viên Hội Xúc Tiến Thương mại của Hiệp hội Úc cho biết, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ y tế ở đây. Mình không phải đóng bất cứ một đồng tiền viện phí hay là mất một xu nào cho bác sĩ, nhưng vẫn được phục vụ như tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Ở đây chính phủ trả tiền cho bác sĩ là để lo cho sức khỏe người dân và không hề phân biệt người nghèo hay người giàu. Chị Nga chia sẻ như vậy.
Ngoài ra, chế độ thai sản với công dân Úc cũng vô cùng ưu đãi. Sau sinh, mỗi sản phụ sẽ được nhận một khoản tiền không hề nhỏ để bồi dưỡng, và các bé cũng nhận được tiền hỗ trợ về bỉm, về sữa hàng tháng. Dù mới sinh con khá là bận rộn, nhưng chị Nga vẫn dành chút thời gian rảnh rỗi để chia sẻ về cái câu chuyện đi sanh của mình ở nơi xứ người. Chị Nguyễn Nga hiện tại đang sống ở Úc, nhưng hầu hết thời gian làm việc của chị là ở Việt Nam. Dù bầu bì, nhưng trong suốt thời gian qua, chị vẫn đi lại hai nước để lo công việc ở công ty do chị làm chủ tịch hội đồng quản trị. Chị cho biết rằng dù mang thai, nhưng may mắn là chị khá là khỏe mạnh. Chị luôn chú ý đến việc ăn uống để nạp đầy đủ dưỡng chất cho con phát triển, mà mẹ không bị tăng cân quá nhiều. Khi bước lên bàn sanh, chị tăng tổng cộng là 12kg. Chị cho biết là trong chế độ ăn uống hàng ngày, chị không kiêng khem nhiều, ăn uống thoải mái, nhưng luôn chú ý uống sữa và các loại vitamin để con đủ chất phát triển. Vì có sức khỏe thai kỳ tốt nên chị Nga luôn nghĩ rằng mình sẽ sanh thường, và các bác sĩ Úc cũng luôn khuyến khích là sản phụ sinh sanh thường để tốt cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, chị bị vỡ ối sớm trước ngày dự sanh 10 ngày, chiến đấu với những cơn đau đẻ suốt một ngày một đêm mà bé vẫn không chịu chào đời, nên cuối cùng chị phải sanh mổ. Kể lại cái sanh của mình, chị Nga cho biết mình vật vã với những cơn đau đẻ suốt một ngày một đêm. Đến gần 2 giờ sáng hôm sau thì bố gấu bay từ Việt Nam về tới Úc. Bố gấu quyết định ký giấy cho mình sanh mổ. 4 giờ 11 phút gấu cất tiếng chào đời, trở thành công dân người Úc gốc Việt tại bệnh viện Chundorford, Úc. Chị Nga cũng kể lại là khi ký quyết định cho chị sinh mổ, chị không hề biết, một phần vì chồng sợ chị lo lắng nên không nói. Phần nữa là do chị được gây tê tủy sống để chuẩn bị sanh thường, nhưng do bé bị dây rốn quấn cổ nên buộc phải gây tê phần bụng dưới lần 2 để mổ sanh. Khi đó mình vô cùng ngạc nhiên, sao sanh gì mà nhanh và dễ thế. Tới lúc bố đón con đưa cho mẹ nhìn, cảm giác lúc này thật là khó tả. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài vì hạnh phúc, so với một ngày một đêm đau thì dường như là đã quên hết. Chị cho biết là chị rất hài lòng với ca sanh của mình, với 11 người gồm 7 bác sĩ, 4 y tá đỡ sanh và chỉ hết khoảng 15 phút. Thêm nữa là dịch vụ sau sanh ở bệnh viện thì vô cùng hoàn hảo. Những ngày mình ở bệnh viện, từ vệ sinh cho tới ăn uống, tắm rửa, thay băng, thay đồ đều được các bác sĩ thay nhau chăm sóc. Người nhà không phải đụng chạm bất cứ một việc gì. Đêm đầu chồng được ở lại, còn những đêm sau thì chỉ có hai mẹ con. Mẹ phải học cách chăm sóc con, từ cách tắm và cách cho con bú, cách pha sữa, ra tiếp ra hàng ngày, thật sự là rất chuyên nghiệp. Mặc dù được chăm sóc rất chu đáo, nhưng khi xuất viện, chị Nga không phải trả bất cứ khoản viện phí nào. Khi về nhà, hàng ngày còn có bác sĩ của bệnh viện tới khám kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con, và cũng hoàn toàn miễn phí. Thái độ của các bác sĩ, y tá phục vụ rất chuyên nghiệp, luôn nở nụ cười thân thiện với bệnh nhân. Điều tuyệt vời hơn nữa mà mỗi bà mẹ sanh con ở Úc đều cảm thấy hài lòng, đó là chế độ thai sản ở đây rất là ưu đãi. Chế độ thai sản ở đây áp dụng theo từng tiểu bang và có chế độ riêng cho người đi làm, chế độ an sinh xã hội, chế độ y tế, chế độ phụ cấp gia đình có con nhỏ. Với bà mẹ đi làm, chế độ cho người đi làm sau khi sanh sẽ được nghỉ khoảng 1 năm và vẫn được lĩnh lương đầy đủ theo từng công việc. Còn chế độ an sinh xã hội là chế độ mỗi đứa trẻ sẽ được Bộ An sinh xã hội phụ cấp tiền nuôi trẻ, mà các bà mẹ Việt Kiều bên này gọi là tiền bỉm sữa, thường thì lãnh 2 tuần một lần, lên đến 2.000 đô Úc trên một tháng, tương đương với 31 triệu đồng Việt Nam tùy theo tiểu bang. Tùy tình trạng lợi tức của bố mẹ và các chương trình hỗ trợ của chính phủ tiểu bang, liên bang, các nhà cầm quyền. Về chế độ phụ cấp gia đình sinh con thì số tiền này đến tay bất cả tất cả mọi người ngay sau khi sanh thường, từ 2.700 đô Úc đến khoảng là 13.000 đô Úc. Số tiền này cũng tùy theo dịp và tùy theo năm. Còn về chế độ y tế thì sẽ được hệ thống y tế công chi trả hoàn toàn và được phục vụ chu đáo với đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao và tận tâm từ khi mang thai cho đến khi sanh nở. Với chị Nga, sau khi sinh em bé, chị nhận được một khoản tiền thai sản đó là 7.000 đô Úc, còn em bé sẽ nhận được tiền bỉm sữa hàng tháng đó là 2.200 đô Úc. Ngoài ra, từ lúc sanh cho đến 18 tuổi, bé sẽ được đi học miễn phí hoàn toàn, còn chế độ y tế thì sẽ là miễn phí cả đời. Được trải nghiệm thật từ bản thân mới thấy chuyện sinh con ở đây thật là tuyệt vời. Chị Nga chia sẻ như vậy.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.